Xin chào các bạn. Ăn no quá giờ mình muốn đi bộ chút xíu. Chiều mát lắm rồi. Bụng no cứng luôn, khó chịu quá. Đi một chút cho nó tiêu, đi nhẹ nhẹ, chậm chậm. Sáng giờ cũng lười biếng quá, không có đi ra ngoài cho nên không có quay video gì hết. Buổi chiều hôm nay Chủ nhật. Chiều chủ nhật buồn mãi mãi ở đây thôi. Khu này là vắng lắm, không có ai hết. Chiều chủ nhật vui là chỉ có ở Las Vegas thôi. Không thôi downtown. À, lúc trẻ mới đi làm thì thật ra thì chiều chủ nhật cũng không có chơi đi chơi nó, thường thường thứ sáu thì đi ở downtown chơi. Mà nhiều người trẻ chủ nhật tối chủ nhật cũng không tha, cũng phải đi đi chơi chút, đi chơi thoải mái thôi nha. Ở đây muốn vui thì phải đi xuống downtown, ở San Francisco thì còn vui hơn nữa. Giờ này mấy người loi cũng đi về luôn rồi. Nhưng mà mặt trời vẫn còn cao, có mấy con thỏ ra ăn qua chào mấy con thỏ. Mấy con, hai con. Để mình đi tới gần tới. Thỏ giờ này thường thường mát nó mới đi ra. Chạy 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 chạy. Nhát gì thỏ đế. Nhát không? Đây cầm cái ná bắn nó là trúng rồi. Con này dạng nè. Chạy 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 chạy. Ok. Mấy cái cây bông dưới ánh nắng chiều. Las Vegas chiều chủ nhật thì chắc cũng vắng nhưng mà vẫn còn là đông hơn là ở đây. Người ta vẫn đi ăn uống. Mấy cái buffet line thì chắc nó ngắn hơn là ngày thứ sáu. Ăn uống no nê rồi về quýnh bài. Bia có nhiêu đó thôi. Còn ở thành phố San Francisco thì mấy người trẻ người ta vẫn vô bar, vẫn đi ăn, đi uống, đi nhậu cho tới 8, 9 giờ tối, 10 giờ cũng có. Sáng nay đi làm thì gọi là hangover, nhức đầu. Không, xong rồi cái trải qua được ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm mới bắt đầu tính đi chơi tiếp nữa. Thứ sáu cuối kèo tuổi trẻ chỉ có nhiều đó thôi, đến lúc có vợ cái bắt đầu lo gia đình không cũng tùy tùy người. Không, người ta cứ có vợ hai vợ chồng gặp hai người cũng là thích đi chơi hết thì thôi, có đẻ con đó là xong rồi đó. Bạn bè bắt đầu có con hết rồi, cái chỉ có gặp nhau lúc con cái birthday thôi, lúc cái từ từ già rồi cái cũng xa nhau mệt mỏi gặp nhau. Giờ không gặp ai hết, giờ mình chỉ lo cho con mình thôi. Tương lai là nó xong xuôi là mình đi chơi. À, cái nhà này hôm nọ nó để bán giờ người ta mua rồi nè. Mua rồi bây giờ người ta khử, gọi là khử mấy cái con chuột, mấy con gián, mấy con gì rồi vậy đó, nó chùm lại nguyên cái nhà luôn. Xong rồi cái bỏ hơi độc. Mấy con gián, mấy con nhện, mấy con chuột, mấy con gì rồi chết hết. Chùm lại cả nhà luôn vậy đó. Để chắc cũng 2 3 ngày nữa. Đẹp không?
Phải nhà mình ngay góc này, bắt cái ghế ngồi để chơi uống nước trà ăn bánh trung thu. Nói tới bánh trung thu, mình có mua cái hộp bánh trung thu hôm qua mà chưa có ăn, tại cũng chưa có hứng thú ăn. Vì ngày mai nấu làm ly trà xong rồi ăn sáng. Ăn bánh trung thu trước khi lễ. Còn cả tháng nữa mà. Phải thèm quá, ăn cho vui. À, chiều chủ nhật thứ ở Sài Gòn thì sao ta? Chắc cũng vậy ha. Thì mình thấy phố Tây đó, Bùi Viện hay gì đó. Mấy nay tại coi video ở đó, cái tự nhiên cái nó cứ giới thiệu mấy cái video của mấy người Tây nó quay cái khu đó hoài. Thấy ngày nào nó cũng tiệc tùng nhậu nhẹt. Chắc ngày nào cũng như ngày nào ở cái khu Tây đó. Mình nhớ mình cũng có ở đó, nhưng mà chắc mình không đi đúng cái chỗ. Mình đi tại cái đi quen quen từ cái bên công viên thôi à, còn mé bên trong chút xíu nữa thì có mấy quán bar mình không nhớ. Chiều chủ nhật thì đa số người ta về nghỉ mệt đặng mai đi làm hết ha. Ok, đi tiếp tục đây, cho bụng nó cũng còn tức, no quá. Nay tại ăn nhiều, mai mốt không nên ăn nhiều, ăn sao thấy tại sợ bỏ uống dư còn chút xíu ăn hết. Ok, đi đây. Bắt đầu sụp tối rồi. Chiều chủ nhật ở quê thì sao ta? Giờ quê giờ này chắc ngủ quá. 7 giờ chiều tối ở quê là tối hù, đi ngủ thức sớm. Những thành phố như Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội đồ thì còn sầm uất, còn bà con đi ra chứ ở quê chắc người ta đi ngủ hết rồi, ai rảnh mà ngồi để chơi, có thể mấy ông nhậu còn nhậu. Ok, mình ngồi đây nghỉ mệt chút trước khi vô. Mấy năm trước lúc mình còn đi làm á thì chiều chủ nhật là chỉ có một mình ở nhà, hai đứa con thì đi về mẹ nó. Hồi thời đó thì nó ở mẹ nó từ tối chủ nhật cho đến sáng thứ năm, chiều thứ năm mình đi rước nó ở trong trường, cái về tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cái chở trở lại má nó. Thì ngày xưa tối chủ nhật cũng buồn lắm, lên Yahoo chat rồi đó, nhớ khoảng năm 2004 gì đó, thấy ở Việt Nam mới đầu mình chat Yahoo, thấy ở bên Mỹ này có Yahoo chat, ngồi lên chat chat cho nó đỡ buồn. Cái tự nhiên thấy có để Asia, rồi có Việt Nam, rồi có Malaysia, có Hồng Kông gì đủ thứ hết. Mình nói trời sao Việt Nam bây giờ cũng có internet vậy, hay quá vậy. Mình cũng vô trong mấy cái chat room coi, trời ơi. Việt Nam toàn là trẻ không à, mà rồi thời đó thì như là chỉ có ra ngoài quán internet cafe không à. Không có cái không có như bây giờ, Việt Nam thì có ở nhà đồ nhiều quá, có internet ở nhà nhiều chứ đó đó là thời đó mình nhớ. Ai vô chào họ mới hỏi hỏi hơi là cứ toàn là ở trong cái cà phê internet cà phê không. Chat tán dóc là nhiều, có nhiều mấy đứa cứ hỏi hỏi về ba cái mobile phone luôn. Hồi trời đó rồi đó mình còn nhớ cái ở Việt Nam là khoái cái gì qua này, Nokia. Nokia với Sony hả? Phone flip phone như vậy. Bây giờ thì phone nào cũng là thành cái hình vua, hình phone nào cũng cũng một kiểu một rồi. Giờ hết đổi kiểu nữa được nữa rồi, chỉ có cái phải nó có cái mình màn ảnh thì không phải là gì, có nước là làm mỏng thôi, là bây giờ làm sao mà cho nó dẻo đó. Vui.
khi buồn quá ngồi cứ tối với nhật nào cũng uống bia, uống cho đã, uống cho tới ngủ luôn, có say ngủ. Ngủ nhiều khi nửa đêm giật mình thức dậy, tivi còn mở, bia thì còn nửa chai rồi đi xuống miệng ngủ tiếp. Sáng thì uống mấy viên thuốc nhức đầu với cái gọi là hangover rồi mới đi làm. Ôi, vui. Thứ hai vô đút đầu vô hãng là công ty là bắt đầu quên quên buồn đi. Ô, đủ thứ chuyện hết. Bù đầu cho tới tới chiều 5-6 giờ chiều bắt đầu thì đi về mình làm là không có gì trục trặc nhiều lắm, thì khoảng 5 giờ về được rồi. Vô thì khoảng 7 giờ vô, 6 rưỡi 7 giờ đi vô. Tùy trường hợp có lúc phải vô sớm nữa. Vô sớm đang gọi về bên China, tại China lúc đó là khoảng 6 giờ thì bên China là 8 9 giờ tối gì đó. Rồi giờ này khoảng mấy giờ mặt trời sập rồi. Ok, thôi mình đi vô đây các bạn ơi. Xin chào nha. Đầu tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn. Hey. What are you two doing? Đi xe á? Rồi, nhưng mà cái phần xét đó sẽ đi cắt xong phần khúc xuống trên phần cái nó vô nhà hát á. Nó lại để là đang cái thằng đó nó sẽ ấp lên cái TPOE đó. Đó, thì nó sẽ để gì đi rồi. Password. Mình đâu biết là của nào đâu, mình đánh đại vô nó để là mình đánh cái password của cái SD hay cái gì đó không?